Em tên là Vũ Văn Nguyên, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại thì em đang làm thiết kế đồ họa. Hiện tại thì em đang sống ở Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội. Được biết trước đây em là một người hút thuốc lá rất là nhiều. Vậy thì không biết nguyên nhân nào khiến em bắt đầu tìm đến và làm bạn với điếu thuốc như thế? Đó là cái câu chuyện khoảng 14 năm về trước rồi chị ạ. Cái thời điểm đó thì em cũng không nghĩ là mình lại hút được thuốc lá. Tại vì lúc đấy em biết thì thuốc lá thì nó không tốt cho sức khỏe một chút nào. Thậm chí là nhìn cái người hút thuốc lá ấy, thì em còn không có mấy thiện cảm nữa cơ. Vậy mà đến cái lúc mà mình hút vào thì lại không dứt ra được. Cái năm đó là cái năm mà em nhớ là em năm em thi đại học. Nó thật là cái ngày đấy thì cái ngành em thích là ngành cảnh sát. Đó là cái ngành mà em đã rất thích từ lâu rồi đấy. Nên là em đã cố gắng rất là nhiều. Vậy mà đến cái lúc mà em nhận cái thông báo mình chật ngành này ấy chị. Cái lúc đó thì phải nói là em chán nản, thất vọng. Rồi là mình cảm thấy mình xấu hổ với chính bản thân mình ạ. Nên là cũng bắt đầu buông xuôi tất cả đấy. Và có thể bắt đầu lúc đấy thì em bắt đầu là suốt ngày thì có tụ tập bạn bè. Rồi là thậm chí có hôm là em đi từ sáng đến tối mới về ạ. Và em hút thuốc lá cũng bắt đầu từ thời điểm đó. Thì nói chung lúc đó thì hút thuốc lá vào thì nó làm mình phân tán tư tưởng. Rồi là cũng giúp mình đỡ buồn hơn. Sau đó thì em đi học ngành thiết kế đồ họa. Mà chị cũng biết là cái ngành này ấy thì lại hay thức đêm thức hôm để làm công việc. Tại vì là thức đêm thì nó cũng giúp mình sáng tạo hơn công việc. Rồi là có nhiều ý tưởng. Với thứ hai nữa là cái ngành này ấy, thì lại cũng đa phần là toàn ông đàn ông con trai thì ai cũng hút thuốc lá. Đôi khi đến chỗ làm thì mọi người cũng chỉ hỏi nhau câu ví dụ như là mày có đút thuốc lá không cho anh một điếu, hay là đang làm thì lại có người bảo là có người rủ lại hay là ra ngoài quán cà phê làm đút thuốc lá không. Đấy chị bảo là như thế thì không nghiện mới là lạ. Trước đây thì một ngày em hút khoảng là 10 điếu, rồi sau đó thì tăng lên 15 đến 20 điếu. Thậm chí mà vào những lúc mà công việc căng thẳng ấy, xì chết ấy, rồi là bị ý tưởng thì em hút thuốc lá liên tục luôn, từ điếu này sang điếu khác ạ. Nên là một ngày hút bao nhiêu điếu em cũng không đếm được ạ. Mà ngoài hút thuốc lá ra em lại còn nghiện là thuốc lào. Đấy, ông nhà em ở quê thì ông cũng hút thuốc lào. Cứ một lần em về quê chơi ấy, sang nhà ông thì ông bắn một bi thì em cũng bắn một bi. Thế là hai ông cháu lại được cái là hợp nhau cái khoản thuốc lào, nên là nói chuyện với nhau khá là hợp ạ. Như lời em kể thì thuốc lá và thuốc lào gần như là một phần trong cuộc sống của mình rồi. Vậy thì không biết là trong 14 năm qua thì có lúc nào em có ý nghĩ là mình sẽ bỏ thuốc lá không? Trước đây thì em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ thuốc lá chị ạ. Tại vì lúc đó thì cái kiểu cũng đang còn thanh niên, với lại là một thân một mình lại vừa đi học đi làm xa nhà, nên là cũng không có ai quán thuốc mình. Nên là cái cuộc sống cứ tự do ấy, mình thích làm gì thì làm, mà thích hút thuốc là hút thuốc thôi, cũng không có ai cần nhắn hay nói năng gì cả. Với lại là lúc đấy thì một năm em về nhà cũng không có mấy lần, nên là lúc đấy bố mẹ có biết thì nói thì em cũng mặc kệ. Với lại sức vóc thanh niên mà mình cũng không nhận cái tác hại của thuốc lá. Cho tới khi mà em có người yêu ấy, thì cứ một lần đi chơi thì cô ấy cứ hay cằn nhằn bảo là khó chịu vì mùi khói thuốc lá, rồi là bảo là miệng em hôi và bắt em bỏ thuốc lá. Cái lúc mà em định người yêu thì bảo là được rồi, anh sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, nhưng mà vẫn không bỏ được ạ. Cô đấy có hỏi thì bảo là bỏ thuốc lá khó lắm, anh không bỏ được. Cho tới khi cách 2 năm ấy, bạn em cũng cưới nhau, thì mỗi lần mà thấy em hút thuốc lá là cô ấy cũng cằn nhằn khó chịu, nhưng mà cái kiểu cứ bảo em mãi mà không được ấy, nên là đâm ra cũng chán nản, không thèm nói nữa. Em thì lại cũng chẳng nghi ngợi gì, cứ lấy cái đà đó mà hút cho nhiều vào ấy chị. Cho đến mấy khi mà vợ em có bầu ấy, thì lúc đấy thì mỗi lần em hút thuốc ấy thì thấy cô ấy ho quá trời luôn, vừa ôm cái bụng bầu mà vừa ho. Thế là mình cũng cảm thấy là mình có lỗi. Thì lúc đấy em mới bắt đầu tìm hiểu về cái tác hại của thuốc lá. Thì mới biết là cái thuốc lá là nó có hại cho sức khỏe, và đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai. Cứ lúc đấy em cũng bị ảnh hưởng ấy. Bệnh tật nặng do khói thuốc lá thì em chưa thấy, nhưng mà việc mà cổ họng em nó thường xuyên là có đầm đặc, nhất là vào buổi sáng sớm chị ạ. Sau khi ngủ dậy là hầu như sáng nào là cũng bị ho. Đấy. Trước đây thì em cũng chỉ mang máng là biết là hút thuốc lá nó có hại cho sức khỏe thôi, còn cái mức độ hại như thế nào thì em cũng không tìm hiểu. Mãi tới khi mà sau này em tìm hiểu thì em mới biết là đúng là hút thuốc lá nó có hại cho sức khỏe, mà đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và thai nhi, mà đấy là con của mình nữa, nên là em mới có ý nghĩ bỏ thuốc lá từ thời điểm đó. Như vậy là có động lực để bỏ thuốc lá rồi đúng không? Thì chắc là việc bỏ thuốc lá sẽ trở nên rất là dễ dàng đúng không em? Nói dài thì xấu hổ lắm chị ạ. Mình quyết tâm là như thế, nhưng mà em không nghĩ là hút thuốc lá nó lại khó bỏ đến như thế. Cái thời điểm đó em bỏ thuốc lá em nhớ là nó phải rơi tổng không dưới chục lần rồi. Lần nào mà lâu ấy thì cũng chỉ được khoảng 3 ngày thôi. Còn lần nào nhanh thì sáng mình nói bỏ, nhưng mà chiều thì mình lại hút lại ngay. Tại vì là lúc đi bỏ thuốc lá thì nó lại làm cho mình cảm thấy là bứt rứt khó chịu. Cả ngày là mình cũng không làm được cái việc gì luôn. Thậm chí mà đêm ngủ em còn mơ thấy mình cầm điếu thuốc lá nữa chị ạ. Mà cái nguy hiểm hơn là chỗ em làm thì đa phần thì mọi người cũng toàn là hút thuốc lá. Ra khỏi phòng thì lại cũng ngửi thấy mùi thuốc lá, mà vào phòng thì cũng ngửi thấy mùi thuốc lá. Nên là chị bảo là em cũng không chịu được ấy, nên là cũng không bỏ được ạ.
Sau rồi thì em cũng nghĩ ra một cái cách như này. Đó là lúc đấy thì em sẽ không hút thuốc lá trước mặt vợ nữa, mà thay vào đó là em có lúc thì ra cũng ra ngoài ban công, hay là ra đầu ngõ, hay là ra ngoài quán cà phê. Nói chung là lúc đấy mà em cứ tranh thủ lúc nào là em hút lúc đấy ạ. Và rồi thì em cũng lúc đấy em nghĩ là nếu mà để mà tự bản thân mình ấy chị, mà để bỏ được thuốc lá thì là nó cũng rất là khó, mà cần phải có một cách nào đó. Thì lúc đấy thì cũng có một số người chỉ cho em là có thể là hình như là dùng kẹo ngậm, rồi là nhai kẹo, thậm chí là em cũng tìm hiểu qua cái thuốc lá điện tử ấy. Nhưng mà sau đó thì em cũng biết là cái thuốc lá điện tử thì nó gây hại hay là nó gây nghiện ấy cũng không kém gì so với thuốc lá thông thường, nên là lại thôi ạ. Cuối cùng là cái tìm hiểu tới tìm hiểu lui ấy thì em lại biết được cái tới được cái nước xúc miệng Bonisamoc, thấy bảo là chỉ cần xúc miệng là có thể bỏ được thuốc lá rồi. Lúc đó em cũng tò mò, mãi tới khi mà em tìm hiểu kỹ hơn ấy thì mới thấy là cái Bonisamoc này nó rất là đặc biệt. Cái thứ nhất ấy, đây là cái sản phẩm bỏ thuốc lá nó đã có mặt khoảng 14-15 năm ở trên thị trường rồi. Nó đã rất lâu như thế rồi mà em lại không hề hay biết gì. Đấy, lại còn bán là rất là phổ biến và nhiều ở các hiệu thuốc Tây. Cũng đã có nhiều người mua và sử dụng hiệu quả. Thậm chí là có những bác, những chú ấy, lớn tuổi hơn em rồi mà còn bỏ được thuốc lá. Cái thứ hai ấy thì đây cũng là sản phẩm bỏ thuốc lá duy nhất đã được kiểm chứng lâm sàng bởi các bác sĩ ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hiệu quả bỏ thuốc lá. Cái thứ ba thì thành phần cũng hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và không có tác dụng phụ. Mà cái đặc biệt nhất là cái cách mà mình sử dụng Bonisamoc chị ạ. Tức là bình thường ấy, Bonisamoc ấy nó có cái vị thơm và vị ngọt của quế. Vậy mà khi mà mình thèm thuốc, mình xúc Bonisamoc và mình nhổ ra và hút thuốc luôn, thì cái lúc mà hút ấy thì những cái vị thơm và vị ngọt của cái vị quế là nó biến mất chị ạ. Mà thay vào đó là một cái vị đắng khét lợm trong cổ họng ạ. Nó làm cho em cảm thấy lúc ấy là rất là buồn nôn. Lúc ấy thì em chỉ hút được khoảng một hơi thôi, đến hơi thứ hai là em phải dập cái điếu thuốc đi ngay rồi. Mà hiệu quả của Bonisamoc thì còn kéo dài được cả tiếng sau nữa chị ạ. Tức là cái lúc đấy mà mình mà có hút thuốc lá tiếp ấy thì nó vẫn còn cái mùi vị kinh khủng như vậy. Thì tính đến nay thì em đã bỏ thuốc lá là được bao nhiêu lâu rồi? Tính đến nay thì em bỏ thuốc lá được 1 năm rồi ạ. Có một điều đặc biệt em muốn chia sẻ đó là cái chỗ em làm ấy thì mọi người đều hút thuốc lá. Lúc ấy là chỉ cần ngửi thêm mùi thuốc lá thôi là em đã thấy khó chịu rồi. Những cái mùi vị nó kinh khủng ấy là nó lại trở lại ấy, làm cho em không còn tư tưởng hay là vương vấn gì cái điếu thuốc lá nữa. Thì các bác với các anh ở trong phòng lại thấy em không hút thuốc lá lại còn trêu em, bảo là chắc lại được 2-3 hôm lại hút lại ngay. Thế mà vậy mà thấy em nửa tháng rồi 1 tháng không hút thuốc lá thì ai cũng ngạc nhiên ạ. Sau đó thì em cũng giới thiệu cho mọi người trong phòng dùng, thì một người dùng thấy hiệu quả, thế là cả phòng ai cũng dùng và đều bỏ được thuốc lá. Thậm chí là lúc đấy phòng em còn có cái biển hiệu là cấm hút thuốc lá nữa cơ. Từ ngày bỏ được thuốc lá chị, thì em cũng hết hẳn cái tình trạng ho đờm, sức khỏe cũng tốt lên. Mình là thanh niên mà mình thấy bỏ thuốc lá nó còn có lợi cho sức khỏe như thế, thì em nghĩ là những bác mà những chú lớn tuổi ấy, mà bỏ được thuốc lá thì còn nhiều lợi ích hơn nữa. Nói chung là bỏ được thuốc lá thì không chỉ tốt cho sức khỏe của em mà vợ con em cũng thế. Em có thể vô tư nuôi đùa cùng với con mà không sợ cái thuốc lá nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình ạ. Đã từng bỏ thuốc lá rất là nhiều lần nhưng mà không thành công. Chỉ đến khi mà em sử dụng cái nước xúc miệng giúp bỏ thuốc lá Bonisamoc thì mình mới bỏ được hoàn toàn. Vậy thì không biết là em có những cái lời gì mà muốn nhắn nhủ với những người mà cũng đang hút thuốc lá của em? Đã nhiều lần bỏ thuốc lá nhưng mà không thành công ấy đã khiến cho em nghĩ rằng là cái việc bỏ thuốc lá rất là khó khăn. Cho tới lúc mà em biết tới cái sản phẩm nước xúc miệng Bonisamoc, bản thân em là người thật đã sử dụng và kiểm chứng rất là hiệu quả. Đồng thời cái thời gian mà bỏ thuốc lá ấy chỉ lại rất là nhanh, chỉ khoảng có 5 ngày thôi mà sát thành lại rất là hợp lý. Tính ra là chỉ bằng có một bữa ăn thông thường thôi là đã bỏ được thuốc lá rồi, mà lại còn bán được rất nhiều ở các hiệu thuốc Tây nữa. Tính đến nay thì em đã bỏ thuốc lá được 1 năm rồi. Bây giờ thấy thuốc lá là coi như không ấy, không mình cảm thấy là dưng dưng không có thèm thuồng gì nữa chị ạ. Cho nên em nghĩ là những ai mà đang hút thuốc lá ấy, thì có thể mua Bonisamoc về sử dụng, tại vì cái hiệu quả của nó là thấy ngay từ lần đầu sử dụng chứ không phải là một thời gian dài sau thì mình mới thấy cái tác dụng của nó. Cảm ơn những chia sẻ của em. Chúc gia đình nhỏ của em luôn hạnh phúc và bản thân em sẽ luôn thành công trong công việc.